Chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án mới, đó là cái trình duyệt Nextbox Browser. Thì đây là một cái trình duyệt nó có thể mình đào được cái coin NBS. Thì giá hiện tại của cái coin NBS là bao nhiêu đây? 0,07. Thì khi mà mình đăng ký cái mình tải cái trình duyệt này về mà mình tạo ví á, thì mình sẽ được nhận miễn phí 20 cái NBS, nó tương đương cỡ khoảng 1,4 đô. Thì trên cái blog của mình thì mình có giới thiệu sơ về cái dự án này. Thì cái dự án Nextbox Browser này nó là một cái dự án nằm trong cái chuỗi dự án của bên Nextbox. Trong một chuỗi dự án của nó gồm có Nextbox Server nè, Nextbox Chain nè, Nextbox Coin nè. Đó, tức là khi mà nó chuyển đổi nè. Cái đến là Store rồi New rồi Work, Chat, Lottery, Wallet, Brick, Delphi, Game, Pay, Vault, Trust, Video, Rise, Proceed. Tức là rất là nhiều cái dự án nằm trong cái hệ sinh thái của nó. Thì ở đây cái coin MBS này nó đã list trên vài sàn rồi. Thì ở đây mình có thể xem trên cái sàn Crest24 nè. Thì cái giá và cái giao dịch nó tương đối là ok. À, thì cái này là cái giao dịch nhiều nhất. Thì hiện tại nó có hot bid nữa, nhưng mà bạn cứ lên trên cái sàn nào mà nó lớn, giao dịch đông thì mình giao dịch thôi. Thì ở coi qua cái biểu đồ thì mình nhìn vô đây mình sẽ thấy được là ở trong cái quá khứ thì cỡ năm tháng 2 tới mới gì đây thôi, tháng 2 năm 2020 năm rồi đó. Thì giá của nó là lên đỉnh điểm cao nhất là 0,08, thì hiện tại giá nó cũng đang được đẩy lên là 0,07 rồi, cũng rất là cao đó. Tại vì Nextbox này nó đang đầu tư lại, vì nó đang cho miễn phí 20 Nextbox cho 125.000 cái browser user, tức là người dùng đăng ký đó. Rồi thì tại đấy thì mình mà click vào đây để mình download về. Khi mà ở đây thì nó có hai phiên bản luôn nha, dành cho máy tính thì mình có click vào đây ha, hoặc không trên điện thoại á, các bạn click vào trong cái này thì nó sẽ chuyển đổi các bạn qua điện thoại hay là qua máy tính, thì nó tự động nó nhận dạng. Ví dụ như ở đây mình tải về rồi nè, hả, tải về rồi thì mình cài đặt nó. Trên này thì mình cũng có nói và so sánh nó với cái thằng RetroTab Browser. Thì hai thằng này thì về cơ bản thì nó giống tương tự nhau, là cũng đào coin. Nhưng mà cái thằng cái RetroTab á, là nó đào thằng BTC, tức là Bitcoin á. Thì một ngày các bạn tải được bao nhiêu cái Bitcoin đó, là đào được bao nhiêu cái Satoshi đó, nó tùy theo máy mà mình chỉnh cái tốc độ đào của nó như thế nào. Nhưng mà theo mình thì khi mà mình đào BTC thì mình chỉnh đó thì cái CPU và RAM nó chiếm dụng rất là lớn, làm cho cái máy của mình có thể là nó nặng đi. Đó, như vậy là mình đã cài xong cái thằng Nextbox. Thì thằng này thì nó sử dụng cái nhân của Chrome thôi. Đó, thì ở đây là nếu mà có tài khoản rồi thì mình log in vô đây. Còn nếu mà chưa có tài khoản thì mình đây, click vào Get Star nè. Thì trong này thì nó có khi mình tạo cái ví, tạo tài khoản trên cái Nextbox, mình nhập cái email mình vô. Cái đó là nhập mật khẩu. Rồi chọn tôi không phải robot thì vượt giải mã cái captcha của nó đi. Ok. Create account.
Almost done. Tức là bây giờ mình chỉ cần check cái Gmail là mình confirm cái này thôi. Mở email lên nữa, mình check check cái email xác nhận tài khoản. Confirm email. Ok. Đó, nó báo là đã thành công, email đã được xác thực. Tiếp tục thì nhập cái đăng nhập cái tài khoản của mình vô. Sẽ captcha. Login. À, cái này là lưu ở trên cái trình duyệt này thì nếu mà bạn thường xuyên sử dụng cái nó thì nên lưu lại ở đây. Ở đây thì các bạn copy lại cái dòng này. Dòng này là nó dùng để mà khôi phục cái ví của mình sau này, ví dụ như mình có mất thì cái dòng này là nó sẽ khôi phục lại cái ví của mình. Vì lý do bảo mật nên cái đoạn này thì các bạn không cung cấp cho ai nha. Đó. Thì ở đây mình bảo là ok. Nếu mà đã xong rồi á thì click here đúng không? Đó. Nếu mà bạn đã có cái wallet rồi thì bạn click vào đây. Để mà nó phục hồi, tức là phải nhập lại cái mã đó, các cái số bảo mật á. Rồi ok, như vậy là mình đã tạm xong rồi thì mình xác nhận confirm. Đó. Nó sẽ lưu xuống một cái file test cho mình. Rồi như vậy là mình đã tạo xong cái ví. Đó. Ở đây trên này thì hiện tại nó đã, cái trình duyệt này nó chỉ hiện tại nó đang có trên cái Android thôi, chưa có trên iOS. Đó. Thì ở đây thì các bạn có được cái ví của cái trình duyệt rồi nè. Thì cái cách thức hoạt động của cái này á là các bạn phải xài sử dụng cái trình duyệt này lâu đó, thì ở đây nó báo có error nè, get error reward for reaching network wallet ha. Thì ở đây là các bạn phải nhận cái tạo cái ví xong rồi các bạn sẽ được 20 NVS. Ở đây là cái tạo ví nè. Weekly active nè, tức là hàng tuần các bạn cập nhật nè. Monthly active nè, tức là hàng tháng. Ha. Cứ mỗi một tuần như vậy ha, thì các bạn sẽ nhận được cái bao nhiêu đây? Ha, 3 NBS. Get quick active reward for registering via referral link. Đó. Tức là hàng tuần nó sẽ trả cái phí referral link, tức là mỗi một referral bạn sẽ được 3 MBS đó. Và sử dụng cái network browser này cho ít nhất là một tuần. Tương tự mỗi một tháng như vậy thì nó sẽ cho các bạn là bao nhiêu đây, 6 MBS ha, cho mỗi via referring and user box ha, tức là cái referral link này của bạn nè phải sử dụng trên một tuần hoặc trên một tháng ha, thì bạn sẽ được bao nhiêu đây. Ví dụ bạn có 10 người sử dụng cái network browser này trên một tháng thì bạn sẽ nhân 6 x 10 lên nè, hàng tháng nè. Thì như này là bạn đã đăng ký, bạn có được một cái ví rồi. Send này, receive này. Wait. Ở đây thì khi mà vừa tạo cái ví mới thì các bạn nên mỗi lần một cái sử dụng cái ở đây nó kêu là để nhận cái NBIS coin này, chúng tôi đề nghị bạn tạo mới cái địa chỉ cho mỗi lần giao dịch ha. Ở đây là các bạn get new ha. Get new thì nó sẽ tạo ra một cái ví mới. Đây là cái ví của NBIS mới.
Ở đây nó thông báo là blockchain, là nó sẽ ngày 3 tháng 7 ha. À, thì ở đây là cái ví để mà các bạn nhận cái NBS, mà là ví để nhận. Còn trường hợp các bạn send đi thì các bạn nhập cái ví NBS vào đây và nhập cái số tiền, cái số NBS mà các bạn đang có nè, bằng send qua cái địa chỉ ví. Mỗi lần giao dịch thì vậy, thì có một cái địa chỉ ví khác nhau. À, nói chung đây cũng là một cái cách để mà bảo mật rồi cho cái NBS này. À, mua mua thì ở đây phải mua bằng đô này, cryptocurrency này. À, mua từ Perfect. À, ở đây nó đang current exchange là 0,01 bao nhiêu đây đô la cho một NBS. À, payment commission in lot, not in lot. À, đó là cái phí giao dịch, chưa bao gồm phí giao dịch. À, thì ví dụ như các bạn có thể mua, ví dụ như mua thêm 100 đi. Đó, thì các bạn sẽ phải trả thêm 11 đô. Perfect Money, thanh toán bằng Perfect Money ha, hoặc là thanh toán bằng cryptocurrency, tức là tùy tùy cái tiền mà bạn có ha. Ví dụ như lấy cho bài đó, thì nó sẽ chuyển qua cái Perfect Money thôi, mà các bạn phải đăng nhập cái Perfect Money trên truyền dịch này nữa để cho nó liên kết. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình không có dùng cái thao tác đó ha. Thì hiện tại bây giờ mình ở đây là cái nó sẽ thống kê cái số người rep bạn, hoặc là cái số mà anh biết các bạn có được. Ra sơ qua về cái dự án NBS, thì trên này thì cũng có cả luôn cái crypto ha, crypto tab. Thì cái crypto tab này thì thật sự mình không khuyến khích các bạn cài đặt trên Android hoặc là trên máy tính. Nói chung là mình không khuyến khích. Nếu các bạn nào muốn thì các bạn cũng có thể tìm hiểu. À, quên nữa, chỗ này thì trong cái account này nè thì nó có referral program nè. Đó, thì trong này thì bạn có được cái link referral. Đó. À, thì cứ mỗi một cái tài khoản này hàng tháng hàng tuần này đó, nó sẽ thông báo cho các bạn vào trong cái account referral của mình đó ta. Để lấy cái referral của mình để các bạn chia sẻ, các bạn giới thiệu cho bạn bè để mà tải. Wallet. Hình như cái chỗ này là cái nó để riêng. Referral link. Hình như ở đây nó cho mình ba cái referral. Đó. Max number of not chill link. À, tức là ở đây mình có thể copy ba cái link referral này, các bạn share, bạn chia sẻ đi đều được hết. À, thì các bạn sẽ có được. Ở đây nó đã báo ra. Invite your friend, tức là mời bạn bè qua cái hệ thống referral và nhận phần thưởng nếu có cái user mà đến từ referral ring và tạo cái network wallet. Thì cứ mỗi một người giới thiệu bạn sẽ nhận được một NBS. Bên cạnh đó thì cứ as you get 9 BS after first month of using next browser, tức là bạn sẽ nhận được thêm 9 NBS nữa. Tức là hàng tháng á, cuối tháng nè, ví dụ họ xài xong hết tuần đầu tiên thì bạn sẽ được 3 NBS. Họ xài đến cuối tháng ha, bạn sẽ được là 6 NBS.
ở đây nó báo là không giới hạn cái link referral nha. Đó. Thì tương tự ở đây các bạn có thể copy cái ba cái link này các bạn dán vô để mà kiếm referral. Đó, quay lại cái Retool tab. Đó, quay lại Retool tab xíu. Retool tab như thì nó cài đặt thì cũng ok nhanh lắm. Đó, nó cũng dựa trên cái nền tảng của Chromium thôi. Ha. Connect nè. Net 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 ha. Thì cái này không cần, cái này kêu gọi đăng nhập vô cái file thôi. Trên này nó có cái extension viết su tab. Thực sự thì cái extension này các bạn cũng có thể cài vào trên 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 cái trình duyệt Chrome bình thường á, rồi mà các bạn đi kèm nó luôn cũng được. Thì ở đây là nó sẽ có cái hướng dẫn nè, đây là nó sẽ tạo ra bao nhiêu cái Satoshi trên 1 giờ nè, bạn nhận được bao nhiêu nè. Cái này có link referral là có thể các bạn giới thiệu người sử dụng nè. Ở đây nó đào cái BTC nè. Đó. Ở đây là tối đa luôn, mining speed ha, tối đa đó, nó sẽ tính toán. Đây nó đang thể hiện cái giá BTC. Cái này Cloudbot thì các bạn phải trả phí, trả tiền để mà nhân cái bạn kết nối với lại cái hệ thống của nó để mà thanh toán với nó, để nó tăng cái số lượng đào lên, cái tốc độ đào lên đó. Nói chung đào cái này á thì nó sẽ làm cho cái trình duyệt hoặc cái máy các bạn đó nó ngốn RAM kinh khủng lắm. Tuy mặc dù là các bạn thấy nó không có nhiều, chứ các bạn mở cái Task Manager lên thì các bạn sẽ thấy cái này thực sự trước đây mình có tải rồi, nhưng mà sau đó mình không 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 xài đó, các bạn nhìn ha. Đó, nó ngốn cái lượng 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 CPU là đó, lượng RAM ngốn rất nhiều, trong khi đó mình chỉ mới mở một cái tab thôi, trong khi bên network nè, network nè đó nó không có nhiều hết trơn á, về bên browser của mình cũng không có nhiều hết. Mình mở qua luôn cái network cho các bạn coi nè. Đó thì thằng này nó ngốn tài nguyên RAM và CPU của mình rất nhiều để mà nó phân giải nè, nó đào nè. Đó, nên nó sẽ cập nhật cái tốc độ đào được 3 Satoshi trong 1 giờ nè. Đó. Hiện tại bây giờ ở đây là số này nó chưa 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 nhảy luôn. Đó, từ từ thì nó mới hiện thị lên. Đó, khi nào mà các bạn giới thiệu số người đó thì nó sẽ báo ra đây, báo cái số người đang đào cùng với bạn đào đây. Thì cái này á thì đối với máy ở máy bàn, máy laptop á, thì khi đào á thì nó mới có cái GPU rồi nó đào ok. Nhưng mà khi mà đưa lên trên VPS á, thì một số VPS á là họ không có GPU. Đó, khi mà chạy các cái đó thì nó có thể nó làm đơ luôn cả một cái VPS luôn. Cái từ khi mà bật cái tab lên cái trình duyệt này thôi ha, là nó sẽ bị lỗi làm nặng, tại nó ngốn RAM dữ lắm, ngốn RAM của hệ thống dữ lắm. Đây các bạn để ngốn cả CPU và ngốn cả RAM luôn, ngốn cả 2 GB RAM luôn. Đó. Chiếm 30 mấy 40 càng ngày ấy, thì nó càng tăng lên, trong khi đó cái máy của mình này là i7 thì nó coi i7 này chứ không phải là thấp, mà nó ngốn ngốn hơi bị nhiều.
đó, nó làm cho cái máy của mình nó rất là đơ, rất là chậm nha. Bởi vì bạn nào mà đừng có tưởng là nó sẽ ngon lành, không có đâu. Đó. Ở đây mình trước đó mình cũng có biết rồi nhưng mà mình không có giới thiệu. Còn cái phần mà netbox này thì mình thấy nó ok, tại vì nó không có phải là cái dạng đào mà theo kiểu giống như laptop kia. À, cái này là nó khuyên qua Binance, Binance Chain. À, ở đây nó có tạo sẵn cái tên sàn MetaMask không mà. Cái ví MetaMask luôn này. Cái này là có cái ví nè. Ví là nó sẽ báo cho bạn là được bao nhiêu MBS nè. Để khi mà bạn sử dụng thì các bạn có thể tra một số cái câu hỏi ở trên này. Thì mỗi một cái browser này nó đóng vai trò là một cái node. Một cái node trên cái hệ thống nhiều browser. À, thì node thì là gì, là nó là cái vị cái vật cái hệ thống trung gian trong cái blockchain đó. Thì ví dụ như có hai bạn gửi cái NBS hoặc là cho nhau á thì sử dụng cái node thì làm vật trung gian để mà chuyển đổi qua lại để cho nó đảm bảo đó, cái vấn đề mà mã hóa an toàn đó, là không ai biết là cái node nào đang xử lý cái giao dịch nào hết, nên không có bị hack được. Đó, các bạn lưu ý cái chỗ này nha. Rồi thì nói chung là hiện tại thì máy mình thì mình xài cái Chrome rồi RAM để mà giảm tải cái bộ nhớ lướt web nhanh này cái nọ đó. Và bây giờ mình sẽ sử dụng thêm cái Nextbox này nữa để mà kiếm cái đồng coin NBIT, đồng thời là có thêm một cái trình duyệt để mà mở thêm nhiều thứ. Rồi video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.